Bật lửa Zippo 88TH Anniversary DZBT2147. Bật lửa Zippo ZBT2147 phiên bản kỷ niệm 88 năm ra đời của hãng bật lửa Zippo tại thị trường châu Á. Con số 88 là một số có ý nghĩa đặc biệt đối với những người châu Á. Con số 8 chính là một biểu tượng của sự phát đạt và thành công. Như vậy có thể thấy sự kết hợp của hai con số 8 này gần như là một điều hoàn hảo. Đây là biểu tượng cho sự phát tài, phát lộc, gặp may mắn, thuận lợi mãi mãi. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết về chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Zippo bản đặc biệt có giới hạn. Zippo ZBT2147 bao gồm hai chiếc bật lửa được thiết kế đặc biệt và với một đồng xu kỷ niệm đi kèm trong mỗi hộp. Hai chiếc trong box set khi đặt cạnh nhau sẽ kết hợp thành con số 88, một con số kỷ niệm mang nhiều ý nghĩa. Số series limited được đánh dấu phía mặt hông bản lề của bật lửa Zippo. Một chiếc mạ vàng sáng bóng thời thượng, đính kèm miếng ốp kim loại màu, emblem khắc biểu tượng logo 88TH trên mặt trước Zippo, có đánh số limited, một chiếc phủ đỏ bóng tượng trưng cho sức mạnh và sự quyền uy. Đồng xu được làm bằng đồng và phủ vàng 23K, đường kính là 30mm và độ dày 15mm, quà tặng độc, chất chưa từng có trước đây. Bật lửa Zippo được sản xuất tại Mỹ và được thiết kế, trang trí tại Nhật Bản, cốt đồng dày bền bỉ theo thời gian, không lo bóp méo khi va đập, lớp vỏ sơn tĩnh điện lên màu cực chuẩn, không lo phai hay bong chóc. Đặc biệt hai em này hạn chế được mồ hôi tay, không lo để lại dấu vân sau mỗi lần sử dụng. Đánh giá khả năng kháng gió. Chuẩn dòng kỷ niệm đặc biệt, hãng không quên cung cấp một hệ thống đánh lửa mạnh mẽ cho hai em này. Khả năng đi gió tuyệt hảo, dễ dàng thao tác một tay ngay cả đi đang lái xe cũng không tắt. Ruột thép mạ chôm ánh bạc Kyosa, không bị oxy hóa, chữ xăng lên đến 15 ngày sử dụng hoặc có thể hơn. Thiết kế khít với vỏ kim loại hạn chế tình trạng bay xăng tự nhiên. Ngoài ra, bạn không cần lo vấn đề tràn hay gỉ xăng khi đặt Zippo nằm nghiêng. Buồng đốt đời số mới với chiều cao bằng 2/3 ruột, làm tốt vai trò chắn gió. 16 lỗ tròn phân bố đều hai bên cho phép lượng oxy vừa đủ đi vào, giữ ngọn lửa luôn ổn định, cháy âm ỉ. Bốc hay gọi là tim là loại bốc bột quấn đồng giúp dẫn nhiên liệu nhanh, ngọn lửa thẳng, tăng trải nghiệm người dùng. Zippo chỉ tắt khi anh em đóng nắp bật lửa. Bánh xe được khắc chéo thay vì thẳng với những đường cắt sâu, tăng độ ma sát, nhạy bén đánh lửa chỉ với nửa vòng bánh. Đá lửa chuyên dụng sản xuất độc quyền với chất liệu chì, đặc tính ít để lại bụi than sau mỗi lần dùng. Zippo ý nghĩa phong thủy. Hai mặt sau đều trơn bóng, không họa tiết. Chủ ý của hãng để cho người chơi có thể tự do sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật cá nhân bằng cách khắc laser tên, logo, số điện thoại lên bề mặt, hơn cả một chiếc bật lửa. Đây còn là phụ kiện thời trang hiện đại, thể hiện đẳng cấp người chơi. Mục đáy thiết kế lồi bao phủ màu đồng nhất, không có chi tiết đặc biệt so với các dòng phổ thông, vẫn là thông tin nơi ra đời, năm và tháng sản xuất của Zippo. Đi kèm là hộp giấy thân thiện với môi trường, bên trong đính kèm hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Ambe cam kết chính hãng 100%, nói không với hàng fake. Vì thế các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mua hàng tại shop nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.